phải xác học lụ rồi mới bỏ vô. Giờ bỏ vô rồi chạy lại vớt ra. Cứu cứu cứu, có ai cứu? Sao ơi cứu gì mà chưa gì đã kêu cứu rồi. Gì vậy? Quên. Kiểu, tờ giấy này tức cười lắm. Nó, cái công thức nó ghi ra, mình làm đúng hết trơn, cái chọi luôn. Nó ăn, cái mình đọc tới đây, cái mình quên lật qua đây. Là phải xác hột lụ. Thì bây giờ có hai cách nó rất là đơn giản, nhưng mà quan trọng là anh đang nấu món gì? À, súp bồi bổ vợ mới đẻ mà. À, nấu súp. Trước khi mà mình nấu một cái món ăn gì, mình phải tìm hiểu nguyên liệu, coi cái nguyên vật liệu này nó có đủ nè, đủ chất lượng hay không. Đủ, rửa rồi. Rửa rồi đúng không? Rửa rồi. Và cái quan trọng hơn nữa, bây giờ mình tưởng tượng đi, không lẽ mà vợ mình ăn mà mỗi lần ăn lần nguyên một củ như vậy. Mình ăn là phải, nó phải vừa cái khẩu hình miệng, anh hiểu không? Bây giờ có hai cách, nhưng mà cái cách đầu thì nó hơi phức tạp. Đâu cách đầu là cách gì? Cách đầu là mình vẫn phải làm theo đúng quy trình này, là cắt nhỏ những cái củ này ra. Chà, nóng lắm, rồi nóng chặt lắm. Cá ra. Không được, bỏ hết vô rồi thịt bỏ vô đó, luôn rồi. Nếu mà khó quá làm cái cách hai đi, đơn giản hơn. Đơn giản, lẹ đi. Đây bây giờ cái nồi này mình nấu cho nó sôi thì sôi lên. Sôi rồi. Xong đem đi đổ. Rồi mình gọi điện, mình kêu cái nhà hàng nào đó đem thẳng tới cho vợ tôi súp cho nó gọn. Cái gì tao đem đổ. Chứ anh nghĩ sao cái này sao ăn? Chưa nêm nếm chưa gì luôn. Chưa đó. Bởi vậy bây giờ thôi, xài cái cách thứ hai đi ha. Đó là cách mà em thường xài ở nhà. Anh cứ tưởng nấu ăn dễ lắm, tới khi mà mình trực tiếp mình tham gia nấu ăn rồi, trời ơi, cả một cái vấn đề xảy ra em ơi. Nói chung là tâm lý đàn ông của chúng ta ai cũng vậy, ai cũng muốn dành cái tình yêu của mình thông qua cái món ăn đem tới cho người phụ nữ, nhưng mà khả năng có hạn. Cho nên em cũng gặp tình trạng như anh, cho nên em gọi nhà hàng đem tới cho vợ nó chắc ăn hơn. Anh có cách rồi, khả năng có hạn nhưng mà thủ đoạn mình phải vô biên chứ. Đúng. Hôm nay là dụng tận dụng có sự có mặt của bà Dô nè. Đúng. Mời em tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Bên cạnh đó sẽ được nấu nướng mà không phải anh nấu, không phải em nấu luôn. Hai bạn fan hâm mộ nấu cái anh lấy món này ra bồi bổ cho vợ. Ngon anh luôn. Hay quá, thông minh. Đây. Ok. Kính thưa quý vị, Harper và Bazo xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Thanh Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay chờ đón xem Harper và Bazo sẽ đón nhận những món quà tinh thần là những món ăn ngon như thế nào để tôi và Bazo có thể có những món quà này đem về tặng cho những bà vợ thân yêu đang ở nhà theo dõi chương trình. Và chắc chắn Bazo sẽ có những khẩu vị của riêng mình. Liệu rằng một chàng trai lại Pháp đúng không? Đó, lại Pháp gốc Việt rất là điển trai, thì cái chế độ dinh dưỡng của anh ấy như thế nào để giữ được cái chiều cao và cái độ ngang cũng như độ điển trai đặc trưng của mình. Chờ đón xem khẩu vị Bazo như thế nào. Xin mời Bazo đến với quầy tủ lạnh. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Bazo và chờ đón xem bên trong chiếc tủ lạnh này có bao nhiêu phần trăm thức ăn mà Bazo cảm thấy yêu mến nhất. Nhưng mà bây giờ mình phải gặp gỡ những fan hâm mộ để tạo ra nhiều niềm vui ngày hôm nay. Ok. Xin mời Bazo hãy gặp gỡ hai bạn, đó chính là Quỳnh Vy và Lê Hiếu. Xin mời. Yeah, chào hai bạn. Chào hai bạn. Trai tài gái sắc nha. Dễ thương. Bắt tay đi, tay bắt mặt mừng đi. Ủa đây. Tay bắt mặt mừng. Trời ơi, ta nó bắt tay là bắt tay thần tượng. Mừng quá, cảm ơn em. Hồi hộp quá đúng không nào? Dạ. Mấy khi mà mình được lên sóng truyền hình, bên cạnh đó còn được gặp gỡ những nghệ sĩ mà mình yêu thương nữa. Dạ. Đối với Bazo nè, thì các bạn dành tình cảm cho anh ấy như thế nào? Xin mời Vy. Em rất là hâm mộ anh, vì anh có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Và cảm có ơn. Một cặp song sinh, hai cậu con trai rất là dễ thương đúng không ạ? Yeah. Dạ. Và cảm anh cũng là một người cha, một người chồng rất là mẫu mực. Thì em rất là hâm mộ anh vì điều đó. Nghe tới đây là chắc là mát lòng đó. Hôm nay em ăn gì anh mời? Dạ gì em cũng ăn chứ. Nhưng mà hôm nay là em phải nấu cho anh ăn rồi. Dạ. Còn Hiếu, với bạn Lê Hiếu thì sao nào? Bây giờ em gặp thằng tưởng em hồi hộp quá. Dạ. Thích anh Dô ở vai trò như thế nào? Trong cái bộ phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ. Anh thì trước đây anh cũng đóng rất là nhiều phim truyền hình, mà giờ thì hiện tại thì anh đang lui về gọi là hậu cung sản xuất với lại biên tập, đạo diễn là chính. Thì bây giờ có thể là các bạn gặp anh trên TV.
ít khi, tại vì anh Hoàng giật show hết rồi. Đâu cần phải giật, cuộc sống mà. Dạ, rồi nhưng... nếu như các bạn là yêu mến Ba Dô, có thể đồng hành cùng với anh ấy với rất là nhiều chương trình truyền hình anh ấy đang làm biên tập, và với tình cảm đó thì chắc chắn là những món ăn sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị mở tủ lạnh ra xem khẩu vị như thế nào nào. Xin mời. Mở ra rồi. Ghê chưa? Nhà anh ngoài điều kiện ra còn có thêm tủ lạnh và đồ ăn nữa. À... nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Đừng để đồ ăn hấp dẫn quá rồi mình bị phân tâm nha. Bây giờ nhiệm vụ của hai bạn là quan sát thật kỹ tất cả số lượng đồ ăn đủ này. Còn Ba Dô, nhiệm vụ của bạn là trả lời câu hỏi trong đây có món ăn nào Ba Dô thích hay không. Có món ăn thích. Tỷ lệ bao nhiêu nha? 50-50, 60-40, 70-30, 91. À, vậy là 90% là bạn thích, 10% là bạn không thích. 1% là 10% là thích. 10% thích đó hả? Bạn thích ăn mặn hay ăn chay? Bây giờ thì đang vô chế độ ăn chay. Ồ thế à. Rồi xin mời các bạn đóng tủ lạnh lại. Đó chính là khẩu vị ngôi sao của Ba Dô. Nhưng quan trọng hơn hết là anh ấy đang thích những hương vị như thế nào vẫn khó đoán quá. Đắng, cay, chua, ngọt, bùi, thơm thẩm, thoang thoảng. Bạn thích hương vị nào? Thật ra là nói về cái không thích thì nó dễ hơn. Tại vì tôi không biết ăn đắng. Ủa sao vậy? Khổ qua ngon mà, rồi đắng ngon mà. À, không ăn được. À, cuộc đời mình gây đắng quá, mình không... Đúng rồi, mình đắng đủ rồi. Bây giờ mình chỉ thích những cái nó ngon rồi. Ngọt, ngọt, tươi tươi, thơm thơm được. Không thích. À, ngọt. Tại vì mập rồi, cho nên không thích ngọt. Những thế thứ còn lại là thích hết. Ủa, cay thích không? Cay thì... The the nhưng mà cay quá là không được. Các bạn đã nghe Ba Dô vừa chia sẻ. Nào, xin mời các bạn vào bếp. Đây là không gian để cho các bạn chế biến đồ ăn ngày hôm nay. Không biết là tâm lý của bạn bây giờ như thế nào, chứ thấy bên của Hiếu hồi hộp lắm hả em? Dạ. Hiếu, công việc của bạn hiện tại là gì mà bây giờ cảm thấy hồi hộp khi mà vào bếp vậy? Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up anh. Có anh Ba Dô nè, em make up mặt anh đẹp, thiệt đẹp rồi, make up luôn cái món ăn nữa đẹp, thiệt đẹp nha. Còn với bạn Vi, công việc hiện tại là gì ạ? Dạ, em hiện tại là diễn viên tự do. Ồ, tự do vậy nè, không khác show rồi, anh diễn viên gò bó. Đúng rồi. Gò bó giờ hậu cung, hậu trường, anh làm biên tập, anh làm nội dung kịch bản, anh làm đạo diễn nữa, hơi gò bó tí. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cố gắng làm sao để tìm ra được nguyên liệu chính ngày hôm nay đang nằm trong vùng bí mật. Chỉ có hai nguyên liệu chính thôi. Nhiệm vụ người chơi ở lượt chơi đầu tiên này sẽ phải cố gắng trong vòng 60 giây chạy về khu vực trưng bày, lấy thật nhiều đồ ăn, mỗi lượt đi lấy một món mà dự đoán à món đó sẽ hợp khẩu vị với Ba Dô. Ba Dô phải xác nhận là thích món đó hay không. Ừ. Lấy càng nhiều càng tốt. Ai có nhiều món ăn hợp khẩu vị với Ba Dô nhất, người đó sẽ được quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính này. Chuẩn bị nào. Đếm ngược đi Dô. 3. Bắt đầu. Wow. Kiểm tra nè, Dô, em chọn bên nè. Thôi bắt đầu từ bên bạn nữ trước ha. Bên Vi nha, Quỳnh Vi, cha. Nhanh gọn lẹ dữ ta. 7 món, Ba Dô. Trong 7 món này bạn thích mấy món? Anh chỉ thích 3 cái này thôi. À, là thịt heo, táo và tôm. Wow, 3/7 cũng được. Tại vì anh không có biết ăn vậy. Nó mất thời gian quá cho nên từ nhỏ tới lớn. Ủa vậy hả? Ủa một ta... là có người tháo sẵn cho ăn. Vậy anh thích đi, em lột cho. Em lột cho. Ui. Anh thích. Vậy là thích rồi anh. Chết rồi. Vậy coi như là em thích món này. 4/7. Và bây giờ chúng ta đã có được 4 món là hợp khẩu vị với Ba Dô. Chúc mừng bạn Vi. Và bây giờ chờ đợi xem là bên phần bếp của bạn Lê Hiếu có vượt qua được con số 4 hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong 7 món ăn này Ba Dô thích mấy món? 6 món. 6 món luôn hả? Món nào mà Ba Dô không thích đâu? Ba Dô không thích ăn ớt chuông. À, cất này qua. 6 món thích hết luôn, trời ơi ghê ta. 6/7, bên kia 4/7. Chúc mừng bạn Lê Hiếu, bạn được quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Và bây giờ chờ đợi xem nguyên liệu chính là gì nào. Đây, nguyên liệu chính đây. Một bên á là thịt sườn heo, một bên á là cá lóc. Người được quyền ưu tiên là bạn Lê Hiếu. Trong hai món nguyên liệu chính này, bạn chọn cái nào? Tự tin để chứa biến món nào? Món nào sẽ mới cấp đẹp hơn đây? Mời bạn. Anh phải dừng hình lại để người ta chọn chứ anh lúc lắc người ta chọn. Ai biết phải làm tạp kỹ và hỗ trợ lên vậy mới hấp dẫn. Em chọn cá lóc. Cá lóc. Dạ. Để coi sao? Để coi. Rất là tự tin. Mong là Lê Hiếu sẽ thành công. Hy vọng với cái món cá này em có thể làm cho anh thích ăn. Dạ. Chứ anh là hơi sợ sợ rồi đó. Không nè, động viên ta cái đi, vuốt vuốt ta nhẹ cái nói đi. Nói vậy chứ tôi biết là một hồi tôi sẽ động viên tinh thần sao. Xoa ta nhẹ cái đi, xoa nhẹ cái thôi. Em biết nha. Ừ, đó ta quý anh không biết ăn cá. Cố gắng lên. Còn đây, đương nhiên rồi, thịt heo, sườn heo này đã thuộc về bạn Quỳnh Vi. Chúc mừng bạn. Dạ.
Em, dạ, cái món này ngon. Dạ. Anh thích ăn. Dạ. Nhưng mà chịu khó lọc mỡ ra nha. Người dạng nhẹ nó chịu khó lọc mỡ ra nữa. Mỗi món sườn heo thì rất là quen thuộc rồi, nhưng mà quan trọng là phải chế biến với công thức như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy chờ đón xem với phần tiếp sức thực phẩm thì khẩu vị ngôi sao sẽ tạo điều kiện cho những người chơi cố gắng làm sao để có thể gợi ý bằng hành động và lời nói để cho nhân vật chính ngày hôm nay là Bazo đoán được xem đề bài sau lưng anh ấy là gì. Các bạn có 60 giây đầu tiên để có thể gợi ý cùng với nhau và dự đoán. Bên cạnh đó là không được nói đến những từ nó có liên quan đến đáp án. Nếu như trùng khớp với đáp án, các bạn bị phạm quy và không được tính hợp lệ. 30 giây tiếp theo, Bazo sẽ nhanh chóng lập tức nhớ lại toàn bộ số nguyên liệu phụ mà mình vừa được gợi ý hợp lệ và đi chợ để lấy về cho người chơi. Và bây giờ Lê Hiếu, bạn chơi đầu tiên nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái con gì nãy mới em mới bóc một con. Con tôm. Dạ. 2, 2, 2. Tôm thẻ. Bình thường ăn bún là người ta có gạo vàng. Hả? Rồi, phạm quy. 3 chữ. Cái con gì mà nó hay ăn cám á? Heo. Thịt heo. Thêm một chữ nữa. Cái động tác gì mà cái da của nó phồng lên á anh? Thịt heo quay. Dạ. Yeah. Tiếp tiếp. 3 chữ. Nó có mùi hôi hôi. Hôi hôi hả? Con gì có mùi hôi hôi hả? Con trộn. Trời ơi, hôi quá vậy trộn. Con nghiệp trộn. 2 chữ. Cái gì mình ăn tha cho hủ tiếu, người ta gọi cái gì? Bánh canh. Cộng hủ tiếu rồi tới cái gì? 4 hủ tiếu 3, 2, 1. 30 giây, 30 giây đi chợ nào. Đi chợ. Nhớ được gì lấy cái đó nè. Nhớ mỗi con tôm thôi chứ mấy. Nói gì nữa, gì nữa. Sao hết giờ rồi. 10 giây cuối. 10, 9, 8, 7, 6. Lấy dư 5, cho bạn luôn nè. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. 30 giây sau đi chợ cũng khá tốt. Nhưng mà chưa tới chợ mà sao hết tiền rồi. Bạn chưa có món gì ở trên bàn hết. Nên suy ra không có nguyên liệu phụ nào thuộc về bạn. Có nè. Đâu? Có đâu? Heo quay nè. Theo đúng với luật chơi của khẩu vị ngôi sao thì người chơi phải có đồ ăn ngay trên cái sạp đó. Còn bạn không đem về coi như là không. Thôi có... thông cảm cho bạn không đi. Không cái gì, không cái thật gì. Thật ra là do em không biết không đó, anh ơi. Không cái gì. Rồi chúng ta kiểm tra lại đề bài, xin mời. Tôm thẻ, có tôm chưa? Có tôm. Hợp lệ. Phạm Quỳ chỉ rào, thật đáng tiếc nên món rau thập cẩm không hợp lệ. Tiếp theo, thịt heo quay, có chưa? Có luôn. Trời ơi, món hồi hồi nó còn trộn trời. Rồi tiếp theo là bún tươi. Bạn lấy cái gì về vậy? Hủ tiếu. Không hợp lệ. Phải bún tươi. Không, nhưng mà em thích ăn hủ tiếu. Kệ em, quan trọng là cái đề bài. Tiếp theo là nước dừa. À, chưa. À, ngại bún nữa, có chưa? Chưa luôn. Như vậy là Lê Hiếu, bạn thiếu khá nhiều món. Cái trách nhiệm này sẽ thuộc về Bazo. Bazo sẽ cố gắng làm sao lấy lại những món nguyên liệu phụ này, bù đắp lại bằng phần công thức này. Bằng cách chịu hình phạt. Vậy một hồi tới cái bạn kia, Bazo lại chịu hình phạt nữa. Em cứ thiếu thoải mái, có anh rồi anh lo hết rồi. Trời ơi, muốn ăn phải lăn nhiều bếp, đúng không? Ok. Chuẩn bị, Vi vào vị trí. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của bạn Quỳnh Vi. Bạn ấy đã rút tỉa một số kinh nghiệm đến từ bạn Lê Hiếu rồi. Vi cố gắng lên nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái hồi nãy anh lấy sai mà cái cộng dài 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 đi. Bún à? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh lấy sai. Bún tươi. Nhưng mà cái đó là cái hủ tiếu. Cái này nó mấy chữ. Qua. À, cái con hồi nãy anh lấy tôm. Dạ đúng rồi, 2 chữ. Tôm thẻ. Chính xác. Dạ, tiếp. Nó giống như dưa leo. Dưa chuột. Mà nó giống như dưa leo, nó dài dài vậy thôi, nhưng mà nó là màu gì? Không nói được. Củ cải. Màu gì? Củ cải trắng. Chính xác. Hay quá. Tiếp. Cái con hồi nãy anh nói á, nhưng mà nó không có ướt. Cái con hồi nãy anh nói nó cong gì nè. Con tôm. Tôm khô. Chính xác. Nó giống cái nãy trắng á, nhưng mà nó là mặn. Củ cải đỏ. Nó mặn. Cải mặn. Đi chợ nào, hết 60 giây rồi. Đó, có kinh nghiệm. Đó, mình phải tả nhiều chi tiết lên. Cố gắng lên, còn 15 giây nữa, Quan trọng là chú nhớ bà tôi có tốt hay không. Và nhớ lại toàn bộ những số nguyên liệu phụ hợp lệ mà mình vừa mới dự đoán được với phần gợi ý của bạn Quỳnh Vi. Và vừa kịp, hết giờ. Chúng ta kiểm tra lại đề bài. Đầu tiên, hủ tiếu, có hủ tiếu chưa? Dạ có hủ tiếu. Lệ, tiếp theo, củ cải muối hả? Ê, nãy dạ, tính ra không. Nói gần đúng rồi đó. Tiếp theo nào, tôm thẻ có chưa? Có rồi. Hợp lệ.
Cô quay đang có gì ạ? Có rồi. Dạ có luôn. Hợp lệ. Tôm khô có chưa? Có rồi. Dạ có. Hợp lệ. Như vậy chúng ta chỉ bị thiếu một món nguyên liệu phụ thôi, đó chính là củ cải muối. Và trách nhiệm vẫn thuộc về Bazo trong cuộc tình này. Hãy cố gắng bù đắp lại cho người đẹp. Chờ đợi xem chàng trai làm bố trẻ với hai người con và một người vợ có vượt qua được hình phạt ngay sau đây không? Xin mời quý vị đừng chứng kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với hình phạt dành cho Bazo. Chờ đợi xem anh ấy có vượt qua được hình phạt này để đem lại toàn bộ những nguyên liệu phụ đang bị thiếu dành cho hai người chơi, đó chính là Quỳnh Vy và Lê Hiếu. Ê, thí dụ bây giờ tôi nói là tôi không chấp nhận hình phạt để cho mấy bạn nấu cỡ đó tôi cũng khen ngon được không? Không được sống giả tạo gì, mình phải ngon thật tâm kìa. Đây là trò chơi được mang tên hái hoa nhưng không cần bắt bướm. Nhiệm vụ của người chơi đó chính là Bazo phải hái hoa bằng răng, bằng miệng chứ không bằng tay, không bằng chân. Bạn cố gắng làm sao có thể hái ở rất nhiều vị trí khác nhau. Đầu tiên là ba bông hoa ở vị trí bạn đang đứng, sau đó di chuyển vượt chướng ngại vật bằng cách là chui qua cái rào này. Chà, cái rào này có quá thấp hay không? Liệu rằng có bị vướng cái bụng của Bazo hay không? Để bạn có thể hái cái bông hoa tiếp theo, sau đó di chuyển đến cái dĩa bột đằng kia, cũng có một bông hoa đang tiềm ẩn trong dĩa bột đó, rồi lập tức chạy về cái thau chậu nước đằng này là lấy bông hoa cuối cùng. Sau đó là tại vị trí đó bạn cuốn một cái bó hoa thật là đẹp để đem về tặng vợ. Sẵn sàng chưa? Thời gian chỉ có 90 giây thôi. 90 giây hả? Dạ 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 dạ. Chứ không đi câu giờ em đâu, tới mai thì sao? 2 phút. 2 phút bắt đầu. Em giữ giữ chắc. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Thôi cái này không nổi anh ơi. Lẹ lẹ đi vô ơi. Lẹ đi vô. Cái này nó rút lắc nè. Em đang chỉnh chắc nè, cố lên. Lẹ lên. Ừ chân bốc rổ mà. Ừ trời ơi coi kìa, rung rinh luôn à. Ôi, kỹ thuật đúng rồi. Một bông rồi, một bông rồi. Còn cái nữa, còn cái nữa. Rồi rồi rồi, đánh lên xuống, đánh lên xuống. Không đi bằng tay nha. Không đi bằng tay nè. Bỏ qua đúng bằng quá. Không có bỏ rồi. Cố lên anh ơi, cố lên. Lẹ lên, lẹ lên. Đánh lên xuống, đánh lên xuống. Áp xì. Lá ra xuống anh. Cố lên xuống anh. Qua đây là xuống, qua đây là xuống. Nước bên đây rồi, nước bên đây rồi. Ngập mặt cái thau này thôi. Trời ơi, gói hoài rồi ơi, còn có 30 giây rồi ơi. Lẹ lên, bông này đẹp lắm. Bông này là phải xuất phát từ con tim. Cố lên, cố lên, gói cho em nó đẹp lên. Chạy bộ, chạy nhanh lên rồi. Nhanh lên. Vô giữa rồi. Còn cái nơ nữa, còn cái nơ nữa. Còn đại đi, quân. Hết giờ. Trời ơi trời, em mặc niệm mai vậy rồi. Cuộc đời là chỉ biết là bột nó sẽ làm bánh, chứ ăn bao giờ bột tươi. Còn bữa nay ăn ngập mặt luôn. Ngập miệng luôn. Dễ thương, thấy chưa? Bởi vì sự hết mình của Bazo, chúng tôi quyết định những nguyên liệu phụ sẽ thuộc về hai bạn Quỳnh Vy và Lê Hiếu. Chúc mừng các bạn. Rất là đáng yêu và dễ thương với hình phạt vừa rồi dành cho Zo. Và bây giờ chờ đợi xem nguyên liệu phụ có sẵn sàng ở vị trí báo dành cho hai bạn chưa. Quý vị đừng chứng kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nói với các bạn trẻ đang xem chương trình này, nếu như có ai đang theo dõi thì tuyệt đối đừng làm điều này ở nhà. Tại vì cái bột này mà hít lên tới mũi thì các bạn sẽ cảm thấy một cái triệu chứng rất khó chịu. Rồi tiếp sao nè. Bây giờ em hoàn hồn rồi đó. Ok, như vậy nhờ cái sự hoàn hồn của Bazo, chúng ta đã đem về tất cả những nguyên liệu chính và phụ dành cho hai người chơi. Chờ đợi xem món ăn nào sẽ hấp dẫn Bazo nhiều hơn đây. Và bây giờ sẽ là không gian dành cho hai bạn nấu nướng. Zo, ra ngoài. Mình lập mũi tiếp. Lấy bột. Còn anh thấy nó còn vương vấn đâu đó. Đây chính là hai siêu phẩm. Wow, đẹp cái quá. Hai phong cách giống nhau lắm luôn nha, hai trang món trí nước rất đẹp luôn.
và bên cạnh đó là nhìn rất là ngon mắt. Nhưng mà quan trọng đâu sẽ là món ăn gây ấn tượng dành cho Joe đây. Và bây giờ xin mời hai bạn chúng ta về vị trí ghế ngồi. Bên đây là hủ tiếu xương, còn bên đây là bún nước lèo. Một đặc sản của Sóc Trăng đúng không? Dạ. Còn bên đây là thấy hương vị của Tiền Giang, Đồng Tháp gì nè, đúng không rồi. Em? Dạ, hủ tiếu Sa Đéc anh. À, Sa Đéc hả? Dạ. Ba Dô, bạn chọn là thưởng thức món nào trước đây? Bây giờ nói qua về cái cách bày trí trước đi nha. Nói nữa hả? Ừ. Ăn đi chứ nào, nó bụng quá. Không thích ăn cá nhưng mà bạn ấy rất là tâm huyết. Sao sao? Bạn ấy vẽ sẵn cái miếng cá. Ờ, bỏ xương ra, sợ xô hóc xương. Rất là tâm lý. Còn bên đây có lẽ là hồi đầu anh cũng có chia sẻ là anh không biết ăn cay nhiều. Nhưng mà để trang trí ớt lên như vậy cũng khá là đẹp mắt. Thôi ăn thử cái vị, cái vị tiêu trước nha. Đây là món hủ tiếu Sa Đéc của bạn Quỳnh Vi. Với món ăn này thì bạn muốn dành cho Ba Dô những lời chúc như thế nào? Em kính chúc cho anh và gia đình của anh luôn lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc hết. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Vậy chắc có mình anh này thôi ha. Dạ, em chúc luôn anh MC luôn. Dạ. Cảm ơn Vi. Vậy Vi cho phép anh cũng thưởng thức nhẹ một tí nha. Dạ, anh ăn hết tô luôn đi anh. Giận quá à. Biết sao không? Anh rất thích những món nước nên anh rất quan trọng phần nước lèo. Và anh có thể phân tích nhẹ ở trong đây không? Cái ngọt ở trong đây á của bạn, bạn sử dụng là từ xương với củ cải, nó không có bị gắt. Chúng ta về miền Tây á, khi mà những người quen tay người ta sẽ nêm dặm một chút xíu đường để cho cái phần này nó ngọt hơn. Nhưng mà đối với anh, cái này ngọt vừa, anh cảm thấy ngon. Ngọt nó thanh đạm dễ sợ. Quan trọng nữa là khi mà ăn hủ tiếu á là cái sợi trụng á nó không có quá khô, nó quá mềm, không quá cứng đúng không? Đúng. Mình phải ăn ngay như mới biết được. Và ăn kèm với hẹ là vô. Đúng rồi đó. Con tôm rất là lột kỹ lưỡng hơn. Kỹ lưỡng. Tôm nhà bơ là phải. Ủa ăn vậy luôn hả? Ăn gì đại gia trời. Ở trong cái tô này nó đã đầy đủ tất cả những cái yếu tố để làm ra đúng chất, đúng vị của món hủ tiếu Sa Đéc này rồi. Anh chúc mừng bạn. Chấm trên thang 10 thì anh cho là 9 điểm. Dạ, anh cảm ơn anh. Bún nước lèo cũng là một trong những món mà anh rất là yêu thích mỗi lần anh tới Sóc Trăng. Trả khẩu vị lại cho bằng không chứ. Vô. Cạn ly. Quan trọng là cái lớp thịt quay nó phải giòn. Bạn muốn dành tình cảm như thế nào qua món ăn này dành cho Ba Dô? Anh Ba Dô thì anh thích là bún nước lèo, nhưng mà em làm không biết có đúng ngày khẩu vị của ảnh hay không. Nếu mà không đúng thì anh cũng đừng có chê. Không thích ăn các món nước như anh là anh không thích ăn các món nước. Anh chỉ thích ăn các món khô. Nhưng mà đặc biệt những món nước khi mà anh đã ăn thì là nó phải thật sự rất ngon anh mới ăn. Hài hộp quá anh. Cái vị này á nó rất là giống với cái tiệm mà anh mỗi lần tới Sóc Trăng anh được ăn. Nó rất ngon. Dạ, đúng rồi. Hiểu rồi, cái này mình có đang hơi thiếu một cái chén nước chấm me đúng không? Khó ghê á, người ta cho nước chấm thì nó không cần chấm. Tùy người ăn hay không, nhưng mà đối với anh thì đây nó sẽ phải là một cái bộ combo như vậy nó mới đúng bài. Bạn Hiếu đang đo theo cái khẩu vị của Ba Dô nên đa số những hương vị trong đây là không có mắm, muối, đường gì hết trơn á. Tất cả là hương vị tự nhiên hết. Đúng rồi. Mỗi bạn đều có một cái đặc trưng riêng và ai cũng nấu rất là ngon. Và theo đánh giá chung giữa hai món này, bạn Vi nhỉnh hơn chút xíu bởi vì sự bày trí của bạn ấy cũng kèm theo những cái độc đáo của từ cái món ăn của bạn đó. Bạn đã đủ tiêu chí để chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Quỳnh Vi. Như vậy Ba Dô đã quyết định phần ăn chiến thắng ngày hôm nay, đó chính là món hủ tiếu Sa Đéc của Quỳnh Vi. Người về nhì chính là bạn Lê Hiếu. Chúc mừng hai bạn. Lấy lên nào. Dạ, cảm ơn. Và đây chính là số tiền thưởng 5 triệu đồng sẽ dành cho người thắng cuộc. Xin mời Ba Dô trao cho bạn Quỳnh Vi. Cảm ơn bạn, chúc mừng hai bạn đã tạo ra được một món ăn rất là ngon. Bên cạnh đó, bài tập chúng tôi cũng có thêm một phần quà nhỏ nhỏ nữa dành cho hai người chơi là bạn Quỳnh Vi và bạn Lê Hiếu. Chúc mừng hai bạn. Hiếu ơi, không giành chiến thắng nhưng mà món ăn cũng rất là xuất sắc. Cảm xúc như thế nào ạ? Em chú ý đến chương trình vui là chính thôi. Vẫn rung. Vẫn rung như từ lúc bước vô đây. Anh ấy ít nói nhưng mà mấy người ít nói gì mà nấu ăn ngon. Chứ mấy người nói nhiều không biết nấu ăn. Đúng rồi. Còn với bạn Quỳnh Vi, hôm nay rất là xứng đáng với chiến thắng này. Và cảm xúc bây giờ như thế nào ạ? Em rất là vui khi mà được nấu những món ăn ngon cho anh Ba Dô và anh Hoàng ăn. Cảm ơn em. Và chúc cho em sẽ may mắn và thành công trên sự nghiệp nhé. Lê Hiếu cũng cố gắng lên nha. Dạ. Cảm ơn Ba Dô đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.